chào tất cả các bác yêu âm thanh. Ngày hôm nay thì bên Công Pro Audio có giới thiệu cho các bác một mẫu đẩy Lexo. Đây là một thương hiệu hàng đầu ở trên thế giới như các bác cũng đã biết. Nhắc đến Lexo thì là muốn nhắc đến cái gì đó cực kỳ cao cấp. Nhưng mà ngày hôm nay thì em sẽ không phải bán hàng chính hãng mà em cũng bán hàng Trung Quốc xịn cho các bác, nhập khẩu xịn cho các bác anh em chơi. Thì các bác cũng đã biết là Trung Quốc là một cái lôi công nghiệp của thế giới và sản xuất được ra rất là nhiều các sản phẩm chất lượng. Và ngày hôm nay tất cả các cái hàng chính hãng ở Việt Nam đều là một ở một xưởng này mà ra các bác nhá. Nó là xưởng to nhất ở bên Trung Quốc, chuyên sản xuất đi toàn thế giới chứ không riêng gì Việt Nam. Và đây, ngày hôm nay giới thiệu cho bác một mẫu đẩy Lexo cực kỳ cao cấp và nó là trên nền tảng của PowerShot cũng như Lexo. Như các bác cũng đã biết là tất cả các hàng điện tử, điện lạnh và xe máy, ô tô thì người ta bắt buộc phải chuyển giao công nghệ khi sang Trung Quốc. Vậy nên cái mẫu đẩy này nó tất nhiên thì nó sẽ không bằng được hàng chính hãng nhưng mà nó cực kỳ cao cấp và nó rất là đẹp và quý tộc. Các bác khi mà các bác chơi hàng chính hãng ở Việt Nam thì nghe tên thì các bác chả thấy nghe bao giờ. Nhưng mà khi các bác để chiếc cục đẩy Lexo này vào trong kệ thì người ta cũng phải wow lên. Và cái công suất của nó thì là đạt đủ 1.300W trên một kênh ở 4 kênh, 4 channel đó. Và các bác cũng nhìn vẻ bên ngoài của nó cực kỳ đẹp luôn. Đây. Rất là dày các bác nhá. Cái mặt này của nó làm hệt như hàng chính hãng và các cái nút bấm này nữa. Em nghĩ là cùng khuôn ra rất là đẹp. Và con này có chập kênh đánh Boris các bác nhá. Đó, các bác có thể thấy về hình thức, về vẻ đẹp của nó thì nó là đẹp nhất và không có ai, nó mà đứng thứ hai thì không ra ai dám đứng thứ nhất các bác nhá. Nên là về hình thức, vẻ đẹp bề ngoài cũng như là sự tiện dụng gọn nhẹ của nó đem lại cho các bác. Và em sẽ review chị kỹ hơn về các cái thông số ở bên trong chiếc cục đẩy này cho các bác. Như các bác cũng đã biết, cục đẩy này là 4x1.300W trên một kênh. Ở đây là công suất đủ, đạt đủ. Vậy nên các bác có thể đánh được 4 quả súp đơn 50 hoặc là 8 quả nai array. Đó, các bác đánh thoải mái nhé. Lỗi này em bảo hành cho các bác nên các bác yên tâm. Và cái điểm đáng ăn tiền của con đẩy này chính là nó sẽ ghi luôn 1 cộng 1 trừ là đánh thường và 2 cộng 2 trừ đánh Boris. Thì khi mà các bác đánh Boris thì các bác gạt lên trên. Nhiều con đẩy nó sẽ không ghi ở đây, các bác mò mẫm các bác đấu nó sẽ sai. Và con này nó sẽ ghi trực tiếp vào đây để cho nó không bị sai. Trong cái trường hợp mà chẳng may nó bị ấy thì nó sẽ có cầu chì bảo vệ ở đây. Thì các bác rút cái này ra các bác đấu lại thì nó sẽ hoạt động bình thường các bác nhé. Đây nó sẽ có một cái cầu chì để bảo vệ dòng ở bên ngoài. Nó phập phõm phõm phát là nó lỗ cầu chì thì các bác rút cái cầu chì này ra các bác. Ở trong này sẽ có một cái cầu chì nữa, sơ cua thì các bác có thể sử dụng ở bên trong. Nó là một điểm rất là ăn tiền của chiếc cục đẩy này. Ok các bác. Và chiếc cục đẩy này thì nó sẽ có cái đường ninh thêm ra để đánh các cái cục đẩy khác các bác nhé. Để đánh thêm được, khi mà chúng ta cần gấp thì chúng ta có thể linh trực tiếp cái đẩy này ra một cái đẩy khác để đánh luôn. Thì nó cũng có hỗ trợ cổng ninh. Thì nhiều những chiếc cục đẩy Class D thì nó sẽ không có cổng linh. Và con này nó làm rất là tốt. Nó đầy đủ tất cả các chức năng và nó gọn nhẹ. Đấy là một cái công nghệ đặc biệt của bên xưởng này là xưởng lớn nhất ở bên Trung Quốc. Và em nhắc lại các bác là tất cả hàng Việt Nam đều đặt ở xưởng này, các cái hàng cao cấp đều đặt ở cái xưởng này ra. Trung Quốc nó là một cái lôi, vậy nên là người ta làm được ra những sản phẩm rất là chất lượng và giá thành rất hợp lý cho các bác. Ok, Lexo DNP 4x1.3, mời các bác trải nghiệm chất âm. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đấu lối ra loa. Và tất cả các cái dây loa của em là đều là dây của Jackmanni. Đầu dây rất là tuyệt vời các bác nhé. Chúng ta sẽ đấu 4 loa. Thì chúng ta sẽ đánh kênh nào ra loa đấy. Thì em sẽ có 4 cái dây này. À,
em sẽ cắm vào cổng surround nhé. Surround cổng center thì chúng ta chưa dùng đến, em đang muốn là điều chỉnh là mỗi một kênh là một loa, thì em sẽ cắm 4 đường dây như này. Trước khi cắm thì các bác gạt về cho em stereo nhé. Trên này đang bright, chúng ta sẽ gạt xuống dưới. Rất là đơn giản thôi, không có gì cả. Vào, ra, xong lại vào. Ok, và tiếp theo em sẽ cắm ra loa đây. Đó. Đây các bác nhá. Cái này thì em cứ cắm trước cho các bác đã. Còn là các bác nào thích hỏi các cái vấn đề giải đáp thì em sẽ tư vấn sau cho các bác. Đó. Đây, xong, 4 dây ra loa các bác nhá. 4 đầu vào và 4 đầu ra. Thấy không? Cái tiếng của nó nhá, nó rất là nhẹ nhàng và nó rất là chi tiết, tiếng bát ra bát và tép ra tép, nghe rất là ok. Bây giờ sẽ test thêm một bản nhạc nữa cho bác cùng trải nghiệm. Mà không phá cách. 4 kênh, mỗi kênh lãng mạn. Một chiếc loa. 40 dB. Siêu bồng mà trên mực. Sự yên bình hứng khởi ở đây hình như từ quy luật nghìn năm không đổi của tình yêu thủy chung và son sắt. Có lẽ những giai điệu này sẽ như một sự khởi đầu. Với không gian của em này thì 4 loa 40 nó quá là dư thừa, nên là có đẩy là nó chỉ hơi nháy một tí thôi các bác nhá, đẩy nó chỉ hơi nháy một tí thôi, 1300W cơ mà. Để ý nhá, em cho volume đến tận 50 nó bắt đầu nó mới nháy một tí. Chơi được con đẩy này, nó có thể chơi được cả dàn này các bác nhé, chơi tất cả dàn này, trầm này, 2 loa 40 quánh vô tư 1300W trên một kênh. Các bác nào có nhu cầu về các cái thiết bị kinh doanh karaoke hoặc là sự kiện tiệc cưới và karaoke gia đình hoặc là các cái hệ thống âm thanh chuyên nghiệp thì đây là một sự lựa chọn cho các bác. Chỉ với 7.500.000 đồng là các bác đã sở hữu ngay một chiếc đẩy Lexo 1300W trên một kênh, cực kỳ đẳng cấp và rất là tốt, và
Nó rất là đẹp đẽ và nó tinh tế. Nghe cái chất âm của nó thì cực kỳ khỏe, cực kỳ đẳng cấp. Thêm một đoạn nhạc lời để nó thể hiện cái lời ca sĩ, nó đánh rất là chi tiết. Âm thanh quan trọng nhất là chi tiết, nó không bị rạt sạt. Những cái bài nhạc nhẹ này nó rất là khó thể hiện các bác nhá. Nhưng con đẩy này em nghe nó thể hiện rất là tốt. Nhìn em, yêu em hơn và yêu em mãi. Dù phút êm đêm xa xưa nay đã đi vào quên lãng. Trời vào thu, Việt Nam buồn lắm em ơi. Mấy tiếng đang dâng cao vời mà tình thương chưa lên ngôi. Ngày tình yêu anh đâu hay, tình ta gian dối. Các bác phải nghe những bài nhạc nhẹ thì các bác mới biết là chụp đẩy nó ra cái chất âm có tốt không các bác nhé. Và ok, các bác nào quan tâm đến sản phẩm này vui lòng liên hệ qua số hotline 0984 855 195, 7.500.000 đồng một chiếc đẩy lúc rồi. Em chào các bác.